Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 812-813 Đối với, chính là Phá Trần Vũ Hoàng, trong tin đồn Phá Trần Vũ Hoàng mặc dù đã chết nhiều năm, vẫn như trước là đại lục ở bên trên nổi tiếng xa gần một cái tên, đặc biệt là tại phiêu miễu cung cung chủ thượng quan Hy Nhi cùng phụ thân hiên viên đại đế uy danh không ngừng tăng vọc thời đại, cái tên này cũng nhiều hơn bị nhắc đến 300 năm trước, Phá Trần Vũ Hoàng tại thế thời điểm. Thượng quan Hy Nhi cùng phụ thân Phong Thiểu Vũ, không có tiếng tâm gì, mặc dù một cái tạo dựng phiêu miểu cung, một cái khai sáng hiên viên đế quốc nhưng hai người lại vẫn luôn sinh hoạt tại phá trần vũ hoàng vần sáng phía dưới. Bây giờ 300 năm đi qua, phiêu miễu cung đã trở thành cơ hồ thống ngự đại lục cấp cao nhất tông môn, mà hiên viên đế quốc cũng trở thành đại lục đệ nhất đế quốc. Vũ vực cử phách một dạng tồn tại, nếu là phá trần vũ hoàng còn sống, cái này ba cổ thế lực kết hợp lại, lấy phá trần vũ hoàng đang cát, khí điện, Khuyết mạch thánh địa danh dự trưởng lão thân phận, ba người liên hợp, thống trị toàn bộ đại lục, cũng không phải không có khả năng, vì thế phá trần vũ hoàng vẫn lạc, đám người mặc dù tiếc hận, nhưng mỗi lần nghĩ đến, vẫn còn có chút may mắn, bởi vì phá trần vũ hoàng vẫn lạc phía sau, phiêu miễu cung cùng hiên viên đế quốc trở mặt thành thù, hai thế lực lớn trong nháy mắt phân liệt, mới khiến cho hôm nay đại lục, các đại thế lực còn có thể có sinh tồn không gian, bằng không một khi hiên viên đế quốc cùng phiêu miễu cung liên hợp, khác các đại thế lực đem càng khó sinh tồn, thậm chí tại vũ vực bên trong. Còn có một cái như vậy ý kiến, cho rằng là phá trần vũ hoàng vẫn lạc, cải biến lịch sử đại lục hướng đi, xem như hiên viên đại đế dòng giỏi, phong vũ lôi đối với phá trần vũ hoàng, tự nhiên hiểu rất nhiều, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nâng lên phá trần vũ hoàng thời điểm, phụ thân mặc dù toát ra cực kỳ bi thương chi sắc, có thế phong vũ lôi luôn có loại cảm giác, phụ thân tự hồ cũng không phải là như biểu hiện như vậy bi thương, cái này một mực là nội tâm của hắn tiềm thức cảm giác, nhưng lại cho tới bây giờ không đối bên ngoài nói qua, mà bây giờ, một cái gọi giống vậy tần trần thiếu niên, đến từ phía dưới bốn vực, lại đang, trận xong tuyệt, lại nắm giữ thiên hỏa cùng đáng sợ như vậy thực lực, nhưng phong vũ lôi không rõ kinh hải. Như lôi điện lóe qua bộ não, sáng tỏ thông suốt, ngươi là phá trần vũ hoàng. Hắn kinh hô, mang theo không xác định, hiện ra vẻ khiếp sợ, phản phất tại đối với Tần Trần nói, lại phản phất là đang đối với chính mình nói, Tần Trần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình thi triển ra thanh liên yêu hỏa, lại sẽ để cho phong vũ lôi như thế hiểu lầm chính mình, xem ra cái tên này. Sau này tại vũ vực bên trong chỉ có thể ít dùng. Liền phong vũ lôi đều có thể vô căn cứ ngờ tới ra những thứ này, nếu là truyền vào thượng quan hy nhi cùng phong thiểu vũ trong tai, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi, trở lên quan hy nhi cùng phong thiểu vũ ngoan độc, cho dù là cũng không xác định, cũng trước tiên sẽ phái người tới đánh giết hắn, hoặc bắt trở về. Ra cổ lo lắng giới, xem ra cần phải thay cái thân phận. Ý niệm nhanh chóng lấp lóe, tần trần nói thẳng nở nụ cười, đạo, không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi đoán ra tới, không sai, ta liền là phá trần vũ hoàng. Phong vũ lôi khẽ giật mình, cái gì? cái này tần trần chính là phá trần vũ hoàng, không đúng, hắn giận dữ, ngươi là phá trần vũ hoàng, nực cười, phá trần vũ hoàng sớm tại 300 năm trước liền đã chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Oanh, trên người hắn lôi quan đại thịnh, trong khoảnh khắc, cả người hắn đều biến thành toàn thân đỏ trắng, hừng hực lôi quan ở trong cơ thể hắn ngủ đông, chống cự thanh liên yêu hỏa ăn mòn, ta thực sự là phá trần vũ hoàng. Tần trần cười nói, người này thế nào cũng không tin đâu, phá trần vũ hoàng chính là bản đế tử phụ thân đại ca. Nhìn thấy bản đế tử, tất nhiên mười phần yêu thích, há lại sẽ khắp nơi khó xử bản đế tử, nói, ngươi giả mạo phá trần vũ hoàng, đến cùng có mục đích gì? Yêu thích ngươi. Tần trần suýt chút nữa nhanh nôn, lười nhắc nói nhảm, thôi động thanh liên yêu hỏa bao phủ, đồng thời cả người bỗng dưng dết vào phong vũ lôi trong lĩnh vực, một kiếm sấm sét chém ra, hưu, kiếm quan rực rỡ, thẳng bức hướng đầu của hắn sát cơ bốn phía nếu là tầng trần xa xa lợi dụng thiên hỏa tiêu hao hắn hắn có lẽ còn có chút kiên kỵ nhưng bây giờ tầng hóa thành thiên lôi tránh bạo chém về phía tầng trần tại thiên lôi kiếm sắp bổ trúng tầng trần trong nháy mắt tầng trần khóe miệng nở nụ cười bỗng dưng thôi động yêu kiếm trong tháp lấy được thần bí khẩu quyết một của lực lượng thần bí lan tràn ra phong vũ lôi lập tức cảm thấy trong tay mình thiên lôi kiếm vậy mà không bị khống chế có loại phá không đi xúc động trên thân kiếm lôi quang cấp tốc phai mờ, cái gì? Phong vũ lôi kinh hải, thiên lôi kiếm như thế nào không nhận chính mình đã khống chế. Hắn vội vàng muốn đi điều khiển thiên lôi kiếm, có thế trong tay lôi kiếm lại run rẩy, hoàn toàn không cách nào dừng lại, mà lúc này tầng trần công kích đã cuốn tới, không tốt, hóa lôi quyết. Phong vũ lôi thể nội lôi đình tăng vọt, đầy trời lôi quang bao phủ mà ra. Cơ thể phút chốc trở nên trong suốt, chỉ còn lại hình người lôi quang phun trào, phản phất biến thành hư thể, phốc, thần bí kiếm chỉ chém trúng phong vũ lôi, phản phất đâm vào một đoàn nước lưu động lưu, hoàn toàn không thụ lực, không cách nào chém trúng bản thể của hắn, hừ, chữ sát kiếm quyết. Chữ sát kiếm quyết vận chuyển, lập tức có kinh khủng sát ý phân tán bốn phía mà ra. Sát ý kinh người phóng lên trời, xông thẳng vào phong vũ lôi thể nội, hắn kêu thảm một tiếng, cơ thể trong hư không hiện lên, cả người lùi lại ra ngoài có tiên huyết nở rộ, ngoài mấy chục thước, phong vũ lôi thân hình hiện ra, trên thân xuất hiện một đạo cực lớn khe, tiên huyết nhiễm đỏ vạt áo của hắn, kinh sợ nhìn xem tần trần, tần trần cười lạnh, lại lần nữa đánh tới. Phong vũ lôi vội vàng thôi động thiên lôi kiếm, tính toán phòng ngự, nhưng hắn trong tay thiên lôi kiếm căn bản vốn không nghe sai sử, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phòng ngự, phốc phốc phốc, từng đạo kiếm quang ở trên người hắn lướt qua, lập tức vô số tiên huyết phun tung tóe đi ra, phong vũ lôi trên thân nhanh chóng thêm vào rất nhiều vết thương, hơn nữa, thanh liên yêu hỏa dung luyện. Từng đạo hỏa diễm chi lực rót vào thân thể của hắn, gặp thảm liệt dày vò, a à, Phong vũ lôi kêu thảm, cái này quá thống khổ, đơn giản cùng cực hình đồng dạng, vô số sát lục kiếm khí ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, hơn nữa, kinh khủng hỏa độc tràn ngập mà đến, nhục thể của hắn cũng giống như tại đốt cháy nếu không phải hắn trời sinh lôi thể, vẻn vẹn lần này. Liền có thể làm hắn hôi phi yên dịp hài cốt không còn, con cái vua chúa. Giữ tận mực võ hoàng nhìn đến đây tràn cảnh, cả kinh lạnh cả người mồ hôi, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn liều chết xung phong, kiệt kiệt kiệt, đối thủ của ngươi là ta. Khô lâu đà chủ nhe răng cười, huyết sắc chiến kích xuất hiện, vanh, giữa thiên địa xuất hiện một mảng lớn huyết sắc ma khí. Đem hắn, giữ tận mực võ hoàng, khô quỷ trưởng lão ba người bao ở trong đó, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao. Giữ tận huyết trảo. Trong lòng lo lắng phong vũ lôi giữ tận mực võ hoàng cũng không nhịn được nữa, thôi động tinh huyết, thiêu đốt chân nguyên, một cái đen như mực thủ trảo giống như thần long lộ ra lợi trảo, cốc chọc vào khô lâu đà chủ trên thân, một kích này. Quá mạnh mẽ, giữ tận mực võ hoàng thậm chí liều mạng huyết mạch vỡ vụn, tu vi quay ngược lại ý niệm ra tay, huyết sắc giữ tận thủ trảo, cứng rắn đâm thủng khô lâu đà chủ trên người phòng ngự, đâm vào trong vạn quỷ hướng tông. Khô quỷ trưởng lão nắm lấy cơ hội, cũng một trượng đánh xuống, vô số lệ quỷ khóc thét tiếng vang lên, bộ xương màu đen quyền trượng phù một tiếng nện ở khô lâu đà chủ ngực, thẳng đem hắn ngực đập vỡ ra, thành công. Khô quỷ trưởng lão và giữ tận mặt vũ hoàng lập tức đại hỷ. Giữ tận mặt Vũ Hoàng không lo được tiếp tục ra tay đối phó khô lâu đà chủ quay người phóng tới huyết sắc ma khí, muốn đi cứu viện phong lôi con cái vua chúa, phanh. Hắn đâm vào huyết sắc ma khí phía trên, lập tức bị đẩy lui trở về, hơn nữa huyết sắc kia ma khí hóa thành vô số xúc tu, hướng hắn bao khỏa mà đến, hắn lập tức kinh hãi, không có khả năng, trước mắt người áo đen kia bị hắn giữ tận huyết trảo bắt chúng, thể nội khí huyết tắc hẳn bạo liệt. Huống chi, đối phương còn bị khô quỷ trưởng lão nhất kích đánh trúng, liền ngực đều nổ tung, làm sao có thể còn có thể chống đỡ này huyết sắc ma khí phòng ngự, hắn kinh hãi, vội vàng quay đầu, khô quỷ trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, theo bản năng liền muốn nâng lên khô lâu quyền trượng lần nữa nện xuống, nhưng hắn khô lâu quyền trượng vừa nâng lên nửa phần. Ba kiếp, một mực bàn tay màu đen đã bắt được quyền trượng đầu, quyền trượng giống như là bị một mực cầm giữ đồng dạng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đoạt lại, cạc cạc, hai vị, sẽ không cho là đơn giản như vậy liền đem bản tọa bắt lại đến đây đi quá ngây thơ rồi kịp 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 khi khô lâu đà chủ cười to huyết sắc chiến kích phút chốc chém xuống phốc khuyết quang nở rộ khô quỷ trưởng lão lập tức bay ngược ra ngoài ngực xuất hiện một đạo cực lớn khe máu tươi màu đen tuôn trào ra suy 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 từng đạo hắc sắc ma khí không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn a à. khô quỷ trưởng lão kêu thảm toàn thân vặn vẹo hắn kinh sợ nhìn xem khô lâu đà chủ ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thời khắc này khô lâu đà chủ toàn thân bị giữ tận huyết trảo xuyên thấu ngực càng là nổ bể ra một cái động lớn cho dù là võ đế cường giả cũng bán thân bất toại nhưng này người áo đen lại cùng người không việc gì một dạng đây vẫn là người sao ngươi ngươi đến cùng phải hay không người khô quỷ trưởng lão hoảng sợ lên tiếng thân thể run rẩy kiệt 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 ngươi nói xem khô lâu đà chủ nhe răng cười hắn hạch tâm là não hải linh hồn cùng với đi qua ma chủ hài cốt cải tạo qua khô lâu thân thể trên thân huyết nhục chỉ là lợi dụng phía trước trắng nuốt võ hoàng cường giả tinh huyết tiện tay ngưng luyện mà thành mà thôi đừng nói chỉ là ngực nổ tung một cái động lớn dù là chỉ còn lại một bộ bộ xương đối với nó mà nói cũng không tính là gì chật chật hai đại hậu kỳ võ hoàng bản tọa một khi thôn phệ tổn thất điểm ấy huyết nhục đây tính toán là cái gì đâu Cô lâu đà chủ xanh biết xong đồng nhìn chầm chầm khô quỷ trưởng lão và giữ tận mặt vũ hoàng, lộ ra tà ý nụ cười, đầu lưỡi duỗi ra, liếm môi, cái kia vẻ mặt tà ác, làm cho người không rét mà run. cho dù là khô quỷ trưởng lão và giữ tận mặt vũ hoàng bực này hậu kỳ võ hoàng, cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Có khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, ta quản ngươi là người hay quỷ, chết đi cho ta. Giữ tận mặt vũ hoàng trong lòng lo lắng, điên cuồng ra tay, rầm 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 có thế mặt cho hắn như thế nào công kích, khô lâu đà chủ liền cùng người không việc gì một dạng, căn bản không sợ hãi, bàn về sức chiến đấu, khô quỷ đà chủ có lẽ có khiếm khuyết, nhưng luận phòng ngự cùng trình độ khó dây dưa. Khô lâu đà chủ tuyệt đối là cao cấp, đừng nói là bác giai hậu kỳ võ hoàng, cho dù là hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng đừng hồng dễ dàng thoát khỏi hắn, mà lúc này, phong vũ lôi đã toàn thân tiên huyết, cả người chật vật không chịu nổi, thê thảm không nở nhìn, mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi cứu con cái vua chúa. Giữ tận mặt vũ hoàng chính mình hướng hà tiện sắc ma khí phòng ngự. Gấp lửa giận công tâm, hướng về phía mấy cái kia nguyên bản tiếng công cơ như trăng cùng trần tư tưởng nhớ trận pháp, bây giờ thì ngẩng người ở đó hiên viên đế quốc võ hoàng phẫn nộ nói, mấy người kia trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, mặc dù cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẫn là trắng trăng một cái, xông về tầng trần, ầm ầm, vô số công kích theo tới, Bung xuống tầng trần đỉnh đầu. Hừ. Tầng trần cười lạnh, lơ đễnh, vo ve vo ve. Năm đạo kiếm xong trong nháy mắt vét sạch ra ngoài, hóa thành năm đạo lưu cá đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu trong đó ba người cơ thể, phốc phốc phốc, ba đạo thanh thúy bạo liệt bên trên vang lên. Cái này ba tên hiên viên đế quốc võ hoàng thậm chí đều không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền đã bạo toái ra, hài cốt không còn. Còn dư lại hai người thấy thế dọa đến vội vàng lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tần trần cũng không truy, chỉ là thôi động thần bí kiếm trĩ cùng thanh liên yêu hỏa, không ngừng tiến công phong lôi con cái vua chúa, ma diệt trong cơ thể hắn chân nguyên, hai người các ngươi đang làm cái gì? Giữ tận mặt vũ hoàng đều sắp tức giận điên rồi, con cái vua chúa đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Nhưng này hai người vậy mà dọa đến không dám lên phía trước, đây vẫn là hắn hiên viên đế quốc võ hoàng sao, giữ tận mặt đại nhân, không phải chúng ta không đi lên, mà là chúng ta đi lên cũng là không công chịu chết a à. hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói chuyện chịu chết ai làm vậy các ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì còn không ra ngoài tìm cứu binh giữ tận mặt vũ hoàng giận dữ mấy tên này nhất định chính là phế vật ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi a à. một đạo thanh âm lạnh như băng tại giữ tận mặt vũ hoàng vang lên bên tai phốc khô lâu đà chủ chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn thừa dịp hắn mất thần công phu một kích bổ vào bờ vai của hắn nếu không phải hắn tránh né kịp thời nửa người đều sẽ bị chém thành hai khúc dù vậy giữ tận mặt vũ hoàng cũng toàn thân tiên huyết vô cùng thê thảm a à, hắn kêu thảm giống như lệ quỷ nội tâm lại kinh sợ cùng sợ hãi vạn phần cũng không còn dám phân tâm toàn lực đối phó khô lâu đà chủ sưu sưu hai tên lưu quan lướt đi chính là hiên viên đế quốc hai tên võ hoàng muốn xông ra ở đây đi tìm người cứu viện, hai người một bên trốn, một bên thẩn trương nhìn xem Tần Trần. Chỉ sợ Tần Trần đối bọn hắn ra tay độc ác, có thể khiến hai người nghi ngờ là Tần Trần đối với cử động của hai người vậy mà không có một chút để ý, cái này khiến hai người đại hỷ, tăng thêm tốc độ, chỉ lát nữa là phải xông ra phế tích, vù vù, đột nhiên phía trước hai đạo kiếm quan bạo trảm mà đến, người nào? Hai người kinh hãi, liền thấy một cái cô gái mặc áo trắng, canh giữ ở phế tích cửa ra vào càng là một cái trẻ tuổi thiên kiêu tự tìm cái chết hai người giận dữ đưa tay muốn nát bấy cái kia hai đạo kiếm quan đồng thời trùng sát ra ngoài có thế chờ hai người bàn tay chạm đến kia kiếm quan thời điểm sắc mặt lại thay đổi quanh két trong kiếm quan ẩn chứa kinh người uy lực trực tiếp nát bấy hai người bàn tay đồng thời kiếm quan bạo trảm trong nháy mắt lướt qua hai tên võ hoàng thân thể kiếm khí bén nhọn bao phủ hai người trừng kinh sợ ánh mắt, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, thiên tuyết. Trong trận pháp cơ như trang lập tức đại hỷ, người tới chính là U Thiên Tuyết, kỳ thực, nàng cũng sớm đã đi tới phế tích bên ngoài, chỉ là một mực canh giữ ở phế tích cửa vào, xong, giữ tận mặt Vũ Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề. Lần thứ nhất cảm nhận được kinh hoảng, mà Phong Vũ Lôi cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức trầm xuống, chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao, không, hắn là Phong Vũ Lôi, hiên viên đế quốc con cái vua chúa hiên viên đại đế phong thiểu vũ nhi tử há có thể chết ở chỗ này tiểu tử thúi ngươi cho rằng ngươi tất thắng sao đây là ngươi bức ta ta muốn các ngươi chết hết thảy đều chết phong vũ lôi rống to không thể kiên trì được nữa làm ra chật vật lựa chọn trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện mấy viên không gian chi tinh răng rắc một tiếng không gian chi tinh nát bấy đại lượng không gian lực lượng tại trong khoảnh khắc tràn vào trong cơ thể của hắn một cổ làm người sợ hãi khí tức từ trong ở nơi này thời khắc nguy cấp, Phong Vũ Lôi vậy mà bắt đầu đột phá, hắn nguyên bản tu vi đã đạt đến Bát giai sơ kỳ đỉnh phong, thể nội ngưng tụ 10 đầu không gian đạo tắc chi lực, mà bây giờ, tại nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn lại trong nháy mắt thôn vệ mấy cái không gian chi tinh, muốn từ Bát giai sơ kỳ đỉnh phong nhất cử đột phá Bát giai trung kỳ, không thể không nói. Phong Vũ Lôi quá lớn gan, tại như thế trước mắt, lại làm ra bực này điên cuồng sự tình, nhưng cái này đích xác là một loại phương pháp, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, chỉ cần vừa đột phá bát giai trung kỳ, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó chuyển bại thành thắng, đem dễ như trở bàn tay, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội đột phá sao. Tần Trần biết rõ phong vũ lôi mục đích sau đó. Lập tức cười lạnh, quanh, bị giết ra, điên cuồng ra tay, ha ha ha, muốn giết ta, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta trời sinh lôi thể đáng sợ, ngươi cho rằng ta chỉ là tại đột phá sao. Phong vũ lôi cười to, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức trên thân liều lĩnh phóng thích, xông thẳng lên trời, quanh két, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một mảnh màu đen lôi vân. Lôi quang phun trào, khí tức ngột ngạt làm người sợ hãi, giống như ngày tận thế đồng dạng, ha ha ha, tới nếm thử bản đế chết thiên kiếp A. Phong vũ lôi cười to, nhào về phía tầng trần, ầm ầm, trên bầu trời khí tức ngột ngạt càng lúc càng nồng nặc bầu trời âm trầm giống như đêm tối đồng dạng đột nhiên một đạo lôi quan bạo trảm xuống chém thẳng vào hướng phong vũ lôi giờ khắc này toàn bộ phế tích đều giống như hóa thành lôi đình hải dương trên bầu trời từng đạo lôi đình bổ xuống như như trụ trời điên cuồng đáng sợ đây là phong vũ lôi thiên kiếp bình thường võ giả đột phá kỳ thực sẽ không dẫn tới thiên kiếp thiên kiếp trừ phi là võ đế cường giả lại hay là loại kia nghịch thiên người, mới có thể dẫn động, mà phong vũ lôi. Bản thân chính là trời sinh lôi thể, đối thiên lôi dẫn động, tự nhiên là viễn siêu đồng dạng thiên kiêu, đối với hắn mà nói, thiên kiếp, là hắn tăng cao tu vi một loại đường tắt, nhưng đối với cái khác võ giả mà nói, thiên kiếp, không khác là tận thế hàng lâm, ha ha ha, phong lôi con cái vua chúa chính là phong lôi con cái vua chúa, con cái vua chúa đại nhân, giết. Giữ tận mực võ hoàng cuồng hỉ Nước mắt đều nhanh chảy xuống Đây là thiên kiếp A Trong thiên hạ Ngoại trừ nắm giữ trời sinh lôi thể phong lôi con cái vua chúa Còn có ai có thế ngăn cản được Chỉ cần cái kia tần trần vừa chết Phong lôi con cái vua chúa đột phá trung kỳ võ hoàng Nơi này tất cả mọi người Đều sẽ bị con cái vua chúa chém giết Tần trần Trần thiểu Cơ như trăng mấy người hoảng sợ nắm chặt hai tay Tuyệt đối không ngờ rằng Phong vũ lôi có thể dẫn động trong truyền thuyết thiên kiếp, các nàng tin tưởng tần trần thực lực, có thế thiên kiếp, là tất cả võ giả ác mộng, tần trần hắn có thể ngăn cản được sao, tiểu tử, ngay tại thiên kiếp của ta phía dưới, hôi phi yên diệt A. À. Phong vũ lôi cùng hống, một mặt ngạo nghễ phóng tới tần trần, ầm ầm tiếng sấm vang rền. Phiến thiên địa này bị vô tận lôi quan tràn ngập, từng đạo thiên lôi nổ xuống, đem phiến khu vực này hóa thành lôi đình hải dương. U Thiên Tuyết các nàng cho dù là tại lôi đình chi bên ngoài, cũng toàn thân dựng thẳng lên lông tơ, ở sâu trong nội tâm đều hiện ra sợ hãi, ha ha ha, ha ha, phong vũ lôi cuồng tiếu, cái này tần trần coi như thiên phú lại nghịch thiên, tại hắn thiên lôi phía dưới. Hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, đực cười lấy cười, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì quanh quẩn ở trong thiên kiếp ngọn lửa màu xanh chẳng những không có tùy theo dập tắt, vậy mà càng nồng nặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này đồng thời không chết, không, không có khả năng, thiên lôi phía dưới, trừ mình ra, ai còn có thể sống. Đúng lúc này, một đạo trào phúng một dạng tiếng cười vang vọng dựng lên, đây chính là ngươi trở mình thiên lôi. Không gì hơn cái này. Lôi quang bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, miệng chứa cười lạnh, chính là Tần Trần, bây giờ, hắn đứng tại đầy trời lôi quang trung tâm, từng đạo thiên lôi bổ vào trên người hắn nhưng hắn lại không hề hay biết cái này thiên lôi chi lực quá yếu a à. đơn giản liền cùng cù lét một dạng tần trần trào phúng một mặt ngạo nghễ so sánh chính hắn độ lôi kiếp phong vũ lôi đột phá lúc độ lôi kiếp hoàn toàn chính xác liền cùng cù lét một dạng căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào ngược lại là từng đạo thiên kiếp chi lực rót vào trong cơ thể của hắn làm hắn tê tê dại dại hết sức thoải mái không có khả năng cái này sao có thể, phong vũ lôi nụ cười trên mặt ngưng kết, toàn bộ hoàn toàn choáng váng, không chỉ có là hắn, khô quỷ trưởng lão và giữ tận mực võ hoàng cũng hoảng sợ, tại sao có thể như vậy, cơ như trăng mấy người lại thở dài một hơi, cắt giọng, gia hỏa này, đồ nghịch cái gì xoái. Ngươi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Phong vũ lôi khó tin nhìn xem tần trần, cảm giác toàn bộ thế giới quan sụp đổ, chuyện nào có đáng gì ngươi cho rằng lôi điện chi lực, chỉ có ngươi mới có sao. Tần Trần cười lạnh, thể nội lôi đình huyết mạch triệt để phóng thích ra ngoài, quanh, giờ khắc này, hắn đã biến thành một cái sao phong vũ lôi khí tức còn kinh khủng hơn bên trên gấp mấy lần lôi điện chiến thần. Một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này chém ra, trong thiên địa lôi đình chi lực đều bị dẫn động, tập trung vào thần bí kiếm rỉ phía trên, phù một tiếng đem phong vũ lôi đánh bay ra ngoài, hắn toàn thân cháy đen một mảnh, ngũ tạng lục phủ đều bị đốt cháy, phát ra tiếng kêu thảm, tại sao có thể như vậy? Phong vũ lôi sợ hãi, điên cuồng muốn trốn ra ở đây, nhưng tần trần như thế nào nhường hắn đào tẩu. Không ngừng tiến công phía dưới, phong vũ lôi không ngừng trọng thương, sinh mệnh khí tức cấp tốc yếu bớt, mắt thấy hắn sẽ chết tại tầng trần dưới kiếm, đột ngột, ông, một cổ khí tức kinh khủng từ phong vũ lôi thể nội lan tràn ra, là võ đế ý chí, là ai? dám đối với ta phong thiểu vũ nhi tử động thủ. Một đạo bàn bạc mênh mông, trấn áp vạn cổ khí tức, lan tràn ra. Tại này cổ dưới khí tức, U Thiên Tuyết bọn người phản phất bị trọng chùi y đập trúng đồng dạng, lập tức tiếng trầm một tiếng, khóe miệng tràn ra tiên huyết, răng rắc, tầng trần bố trí trận pháp cũng xuất hiện một vết nứt, không ngừng rung động, tự hồ muốn phá toái, đến nỗi khô lâu đà chủ bố trí huyết hắc sắc ma khí, cũng bỗng dưng chấn động, lộ ra khe hở vẻn vẹn một đạo khí tức, liền phản phất đại đế cổ đại đi ra, thiên địa hết thảy đều phải vì đó thần phục, phong thiểu vũ. Tần trần ngẩng đầu, cắt cao nhìn xem đỉnh đầu đạo kia hư vô thân ảnh, mặt mũi của đối phương không hiểu rõ lắm xác thực, có thế khí tức kia, quá quen thuộc, không phải phong thiểu vũ còn có thể là ai, ngươi là ai. Cái kia nguy nga thân ảnh nhìn chầm chầm tần trần. Ánh mắt không rõ động lại, ầm ầm, đồng thời, Dị ma đại lục hư không đều ở đây rung động, hư ảnh kia khí tức trên thân lại ngưng thực, một cổ lực lượng đáng sợ, xuyên thấu thời không vạn cổ, lại muốn cưỡng ép xuyên qua cổ lo lắng giới cùng dị ma đại lục, ở chỗ này buông xuống, cha đế, cứu mạng. Phong vũ lôi cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời quát ầm lên, đại đế. Giữ tận mực võ hoàng một mặt cuồng hỉ, cung kính quỳ xuống, ân. Cổ quái chi địa. Có chút ý tứ. Oanh một cổ lực lượng đáng sợ, xuyên thấu thời không vạn cổ, lệnh hư không đều ở đây rung động, thiên địa muốn vỡ nát, cái này phong thiểu vũ, lại muốn cưỡng ép xuyên thấu cổ lo lắng giới, lệnh tự thân ý chí ở chỗ này buông xuống, đây vẫn là tầng trần lần thứ nhất nhìn thấy có võ đế ý chí. Có thể xuyên thấu cổ lo lắng giới, ở nơi này dị ma đại lục phủ xuống, 300 năm thương hải tan điền, phong thiểu vũ thực lực, không ngờ mạnh đến mức độ này, cái này ít nhất là, Đỉnh phong võ đế thực lực, chỉ cần phong thiểu vũ ý chí buông xuống, dù chỉ là một đạo yếu ớt nhất ý chí, đều đủ để đánh giết tràn thượng tất cả mọi người, đây cũng là đỉnh phong võ đế. Ý chí chi uy, không thể địch nổi, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên video đến đây là hết, cảm ơn bạn đã xem hết video, thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.